con ăn cái gì trời. Con ăn Oreo hả? Bây giờ mẹ nói cho con nghe nè, hồi nãy á, là mình đi chợ á, là con xin mẹ, con xin mẹ mua cái gì? Mua đồ chơi đúng không? Mà con biết đâu mẹ đâu có tiền đâu, mẹ mới đi chợ xong mẹ hết tiền rồi, mẹ đâu có mua đồ chơi cho chay được nữa. Mẹ cứ thôi mẹ ơi. Bây giờ con á là con phải, mẹ nói không là không nghe chay. Mẹ cứ mua phút thôi mẹ ơi. Hả? Mẹ cứ mua phút thôi. Thì con mua đồ chơi, mẹ biết là con rất là thích mua đồ chơi. Nhưng mà không phải lúc nào mẹ cũng có tiền để mua đồ chơi cho con, hiểu không? Mẹ mới vừa đi chợ xong rồi mẹ đâu có tiền đâu. Con biết cái món, con biết cái mua mẹ ơi. Ừ, chút mua đúng rồi. Nhưng mà con có biết cái món đồ chơi đó trị giá bao nhiêu tiền hay không? Dạ. Món đồ chơi đó là trị giá là 30 đô la. Quá mắc luôn. Mẹ đâu có thể nào mua được mẹ. Mẹ vừa lo cho con ăn rồi mẹ vừa lo cho con đóng tiền học, con thấy con học quá trời không? Con học bơi rồi con học nhảy rồi con học âm nhạc, con học quá trời luôn rồi bây giờ tiền nào mà mẹ cho tiền mua đồ chơi nữa? Một cái món đồ chơi đó là mình đủ đóng cho một tuần học của con đó. Nên là bây giờ là con phải giúp mẹ là không có được. Là đóng được đồ đồ chơi nghe chưa? Nghe không? Dạ mẹ coi. Dạ mẹ ơi coi. Nói lớn lên. Trời ơi, với lại á khi mà con để nè nghe mẹ nói nè. Khi mà con đi vô chợ á, cái nơi đông người mà con đòi đồ chơi mà mẹ không cho mà con khóc á, là người ta sẽ nhìn mẹ, người ta cười mẹ. Người ta cười cái gì? Thứ nhất á là không biết dạy con, thấy không? Thứ hai á là người ta sẽ cười mẹ là không có tiền. Đó, thấy chưa? Nên là mẹ nói không là con nói dạ mẹ ơi, vậy lần sau mẹ mua cho con nha. Rồi lần sau chừng nào mẹ thấy mẹ có đủ số tiền để mẹ có thể mua cho con một món đồ chơi á, thì lúc đó mẹ mới mua. Con hiểu không? Mua. Ừ. Chứ mình không có khóc, không có khóc, không có đòi nghe không? Mẹ làm tiền cực khổ lắm đó chứ không phải là dễ dàng để có tiền đâu nghe chưa? Nên là không có được đòi mẹ được chơi tầm bậy tầm bạ chơi hoài à. Đồ chơi con thấy không, ở nhà biết bao nhiêu món đồ chơi rồi chứ đâu có, chứ đâu phải là con thiếu hụt đồ chơi đâu. Con không có thiếu hụt bất cứ một món đồ chơi nào đó. Mẹ nói con có nghe không, là con ngồi con hát tầm bậy tầm bạ vậy vậy? Con có nghe mẹ nói chuyện không? Con dạ mẹ ơi, con nghe rồi nghe chưa? Tôi nói nó ngồi nó ăn rồi kệ nó. Nói từ từ nó thấm vô. Mẹ làm việc rất là vất vả. Chứ đâu phải là tiền từ trên trời rơi xuống đâu chay, phải chay? Hồi đầu mua đồ chơi, mua miết ba cái đồ nhỏ đó là con chơi xong một lần là cái con làm con dục nó tùm lum từa lưa hết. Con dục nó hết cái chỗ này, nó văng cái chỗ này, nó văng chỗ kia. Con chơi á là con phải bảo vệ đồ chơi nữa, mình mới chơi lâu, mới chơi lâu bền, chứ đâu phải chơi một lần là thôi đâu. Đâu có phải mà giống như là yêu một lần rồi thôi đâu. Mình phải yêu dài dài chứ, đúng không? Chỉ là nỗi nhớ mãi đứng sau cuộc tình đã vỡ. Chỉ là khăn mơ cuốn theo cả một trời thương nhớ. Chỉ là nỗi đau thù. Rồi hát đi. Chỉ là nhói thêm một chút. Con đi mẹ ơi. Hả? Con nghĩ con mẹ. Con muốn đi của mẹ hả? Mà sao con gỡ già ra? Con nghĩ con thích chi bị ơn bật. Con muốn thích chi bị ơn bật. Làm sao? Con muốn thích chi bị ơn bật. À cô chú ơi, nó đem đồ chơi, nó gom nó bỏ vô cái giỏ này. Từ cái giỏ đó nó đem ra ngoài này, nó bài nó bừa nó ngoài đây nè đó. Đó nó đem sắp á, sắp lên tự chay tự động con vô thấy cái lấy đồ thay luôn hả chay? Hay vậy ta, tự động lấy đồ thay luôn đó cô chú, quá đẹp luôn.
Đẹp quá luôn, tự động lấy cái đầm đó mặc vô luôn, không biết nó mặc đường nào, không biết mông mặc đúng không vậy? Để mày coi coi. Trời ơi mặc đúng luôn. Chay, sao con kiếm được cái đầm đó mà con lấy con mặc vô vậy chay? Trời ơi, gái người ta đòi ăn rồi mặc đầm không thấy ghê không? Đó, nhà tôi như là nhà bãi chiến trường. Con muốn cái nào? Con muốn hết luôn à. Oh wow, hay quá. Sinh nhật sinh đồ mấy cô chú nè, hồi này mua mấy cái này đã quá trời luôn, giờ dồn nhỏ bởi vậy thiệt chứ. Chán ghê, ở căn nhà nhỏ này là chán lắm rồi cô chú ơi. Quá trời nhiều đồ, càng ngày càng chất đống mà chỗ thì không có. Nghiên cứu đây mày, nghiên cứu sớm nghe chay, chờ mẹ thêm nha chay nha. Để cho có chỗ bỏ đồ chơi cho rộng rãi, cho cái phòng chay cho nó rộng rãi, tất cả mọi thứ cho nó rộng rãi. Giờ là mày thấy mày rối mắt quá rồi. Cái ghế đó để làm gì vậy con? Trời ơi, tự nhiên đi lấy cái đầm trướng vô một cái coi kìa. Quá đẹp cái đầm luôn. Ngày mai này đâu có đi học múa đâu. Ngày mai là thứ năm nhưng mà tại vì mai là lễ nè, lễ Thanksgiving nè, nên đâu có học múa đâu. Là ngày mai là Thanksgiving, là bắt đầu ngày mốt cô chú coi sẽ có con video clip ăn đón Thanksgiving với lại gia đình. Tại vì Việt Nam lúc nào cũng đi trước Mỹ 12 tiếng đồng hồ. Trời ơi coi cái bụng kìa, cái vòng eo học múa mà sao cái vòng eo bự dữ không biết. Chay, con có biết cái vòng eo là cái gì không chay? Chay, con biết cái vòng eo là cái gì không con? À con mét cho cô chú coi, hồi nãy mày vẽ cái mặt con sao? Mét cô chú coi. Hồi nãy mày lấy cái son mày vẽ mặt con sao? Quay cái mặt cho cô chú coi coi. À chú mỏ vậy đó hả? Trời ơi coi nè, coi. Nhìn cái dai là muốn dê liền. Nhìn cái dai là muốn dê liền hả? Mặc cái áo gì mà nó triểu hai bên vai đó, nó cổ rộng dữ không biết. Nhìn là muốn rờ rồi, nhìn cái đít muốn quýnh cho cái đít miếng kìa. Trời ơi, có cái eo kìa, có dòng eo kìa. Nhìn dòng eo muốn bóp dễ sợ. Để lại bóp eo miếng ngay. Đưa cái, lại đây đưa cái dòng eo bóp miếng ngay. Trời ơi, nó nghe nè, cho rờ cái dòng eo miếng ngay. Trời ơi, cái dòng eo đã. Em này là của eo xà nè, phải không? Chị, trời ơi, con ngồi hai chân chiếm lại kìa. Chiếm lại, đúng rồi. À, giống nhau. Phải giống nhau không? Ừ, cho nó đứng lên đi. Trời ơi, cái đầm đẹp ghê. Nói tiếng Việt. Mẹ ơi, cho nó đứng ngay đây, phải không? Thôi, cho chị này đứng đây đi. À đứng đó hả? Con ráng đi, con ráng sao chị đứng đi. Chị này sao chị ngã hoài hả? Con bây giờ mày làm cho. Rồi con ngồi xuống đi mày làm cho con nói đi. Chị cùi bắp. Không. Nói đi cùi. Chị cùi bắp. Không cùi bắp hả? Không cùi bắp thôi. Ủa có bị hiểu chữ cùi bắp là gì không mà nhảy cả tưng nghe. Đó, con thấy mẹ hay không? Cảm ơn mẹ chưa? Đó, bậy không à. Hồi nãy á, nó đòi lấy cái cây son vẽ, cái xong rồi cái ngọc thấy chướng quá, cái nó đòi vẽ mà cái môi nó không chịu vẽ đâu, nó đòi vẽ lan ra trong cái ngọc thấy chướng quá ha. Ngọc lấy cây son ha, ngọc vẽ lên cái này nè, và cái mặt này nè, cái chỗ cái miệng á, ngọc vẽ râu ra đó, giống như bạch tuộc vậy đó. Nó chạy vô, ngọc nói đẹp lắm chay, chay vô coi kiến đi chay. Cái xong rồi cái chạy vô coi kiến, nó chạy ra nó giận dữ, mẹ vẽ xấu quá phải không chay? Mẹ vẽ xấu không chay? Ủa sao video mà của YouTube của con mà con không nói anh ăn gì, toàn mẹ nói không vậy? Hả? Trời ơi, mở vai. Ủa đằng sau lưng có một ruồi à? Hồi nào giờ mẹ chưa biết sau lưng chỉ có một ruồi nha. Hai con ruột ơi, con ruột. Gì vậy con ruột? Sao con ruột? Con ruột ơi, con ruột. Chứ không có bờ vai miếng không con ruột? Trời ơi, cái bờ vai của con ruột hơm ghê luôn á. Chứ không có tay con ruột nữa nha. Ôi trời ơi, thương cái tay con ruột ghê luôn. Phải con ruột không? Con ruột không ghẻ? Con ruột không ghẻ?
từ sáng giờ chưa có thời gian để quay video cho cô chú coi chay luôn. Đó, nó sắp vậy đó cô chú, không biết nó sắp xong nó làm gì nữa mà đi tới đi lui đi xuôi đi ngược. Daddy, are you done? Ba chị đang ship đồ. Sao con? Nói tiếng Việt đi con. Trời ơi, cái mô phẹt đẹp ghê. À, cái bài hát PJ Masks hả? Rồi vậy mày để mày hát nha. PJ Masks. PJ Masks. PJ Masks. PJ Masks. Đúng chưa? À, không phải hả con? Con hát PJ Masks. PJ Masks. Rồi hát PJ Masks thì cái bài gì mà có ba chữ mà hát hoài vậy? Trời, cái mô phẹt nó mất tiêu rồi. Không mô phẹt miếng. Không mô phẹt miếng ai? Gì con? PJ Masks, PJ Masks, PJ Masks. Đúng không? Sức khỏe đăng ghi ghi bò luôn à, lại nói chuyện chào từng người đó, lại nó nói chuyện nó chào từng người đó cô chú. Bộ con chay cũng có dây chuyền mua phẹt đẹp ghê. Mở nào just like your phone. Mở làm sao? À, con muốn cái cô gái đó bính lộn giống y như trong điện thoại hả? Đâu có được đâu. Cái này là ở ngoài đời thiệt mà. PJ Mask. PJ Mask. PJ Mask. PJ Mask. PJ Mask. Wow. Monster. Chỉ là nỗi nhớ mãi đứng sau cuộc tình đã chay chay. Ai hát hoa nở không màu hay nhất? Ai? Con chay nó không nói chuyện với mẹ nó. Thôi buồn quá, đi thôi, đi đây, buồn quá, đi nha. Đang cho mấy cái con này nói chuyện với nhau đó cô chú. Mày uống lộn vậy đó, hỏi ê rảnh không mày uống lộn chơi. Trời ơi, cái con đó. Nó cho cái con mấy, nó cho nguyên đám mày đứng đánh lộn với một con monster này nè. Con yêu quái đó. Yêu quái mà có nhiều da dễ sợ không chay? Chay, ai hát hoa nở không màu hay nhất? Nói mẹ nghe, ai hát hoa nở không màu hay nhất? Chay nó không nói chuyện mẹ, thôi đứng lên đi về. Bye bye. Thôi nghỉ chơi nha. Rồi bye bye cô chú nha. Chúc cô chú có một ngày thật là vui vẻ. Hẹn gặp lại cô chú vào ngày mai. Bye bye. Không bye bye mà con không chịu nói chuyện cô chú mà con kêu không bye bye.